Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là chiếc xe mà gắn bó với mình trong suốt thời gian qua. Cái phương tiện mà để mình đi, mình quay những cái clip cho mọi người đó. Thì hôm nay mình tự nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng là sẽ sử dụng cái điện thoại cũ để mà gắn lên trên cái đầu xe này để mà tạo thành một cái chiếc camera hành trình. Thì ở đây mình có một chiếc điện thoại cũ, điện thoại mà hôm bữa mình mua ở ngoài chợ ve chai á. Đây, chiếc điện thoại Nokia cũ. Chiếc điện thoại Nokia Lumia mình mua ở ngoài chợ ve chai với giá 130.000. Đó. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng chiếc điện thoại này để mình gắn lên cái đầu xe này, mình làm cái camera hành trình. Đây. Tại vì mình thấy cái điện thoại này bây giờ cái hình ảnh nó cũng còn nhìn rất là chất lượng nè, mọi người thấy không nè. Đó, nó trong quắt luôn. Đó, cái hình ảnh nó cũng không thua gì cái chiếc điện thoại mình đang sử dụng. Chiếc điện thoại mình đang sử dụng là chiếc iPhone 6 Plus. Đó, và đây là cái Lumia 620. Mọi người thấy chất lượng hình ảnh nó cũng rất là đẹp luôn nè, thấy không? Đó, rất là đẹp. Nó trong quắt luôn. Thì mình mới thấy vậy, mình tận dụng nó để mình tạo thành một cái camera hành trình luôn, đó. Để mình làm xem nó có đạt tiêu chuẩn không nha, tại mình chỉ sợ nó rung nó lắc thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình ở đây mình có cái gậy. Đây mà ở đây mình có cái chân máy nha. Đây là cái chân máy mà bạch tuộc đó. Đây cái chân máy bạch tuộc. Tại sao gọi là chân bạch tuộc? Vì những cái chân của nó có thể bẻ cong được, mọi người nha. Đây nè. Chúng ta phải bẻ cong được cái chân máy này. Đó. Cũng vì để cong được trên bẻ cong được á, cho nên nó có thể để được ở trên mọi cái địa hình luôn. Địa hình nó bị nghiêng bị gì đó thì nó vẫn có thể, chúng ta có thể điều chỉnh được cái chân này để chúng ta có thể để được điện thoại nó ổn định. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn nó lên cái đầu xe này. Đó. Thì giờ để gắn nó thì gắn như thế nào? Thì giờ mình sẽ ở đây nó có một cái chấu nè. Đây, đó đâu. Chỗ này chúng ta có thể xây đến xây đuôi được. Đây, chúng ta sẽ bẻ nó nằm người. Đây. Mọi người thấy không? Mình sẽ bẻ cho nó nằm ngược như vậy. Đó. Mình sẽ bẻ cho cái giá đổi điện thoại nằm ngang vậy luôn. Ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình để nó lên đây. Mình để lên đây. Đây nè. Mình sẽ để cái chân tuột này lên đây. Đó. Mình sẽ kẹp nó vào đây như vậy nha mọi người nha. Đó. Mình sẽ tiến hành mình lấy cái dây mình cột nó lại. Đó, cột nó lại và cái này mình chúng ta sẽ bẻ ngang đây. Đó. Chúng ta sẽ để nó cố định như vậy nha mọi người nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy dây mình cột lại nha. Rồi, bây giờ là mình đã cột cái chân máy lên trên cái đầu xe rồi. Đó, mình thấy không? Sau khi cột cái chân máy lên thì nó đã cố định nè. Mình đã cột cố định lên. Ở đây mình sử dụng cái dây á. Mình sử dụng dây để mình cột ba cái chân của chân máy, ba cái chân nó lại. Đây, rất là chắc chắn nha. Đó, nhưng mà chỗ này phần này nó hơi lắc nè, mình chỉ sợ nó lắc là lắc ở phần này nè, chứ phần này đó cột cứng rồi. Đó, còn ở phần này nó thể bị lắc nè. Đó. Rất là đẹp. Nhìn rất là gọn. Đây, người ta thấy được hình ảnh ở trong cái máy nè. Mình vuốt lên mọi người xem nha. Đó. Khi chúng ta đặt ở trên đầu xe thì nó cho hình ảnh rất là đẹp nha. Góc nó cũng rất là rộng. Cái góc hình nó cũng rất là rộng nha. Đó. Thì bây giờ để test được, test nó xem thế nào thì chúng ta cần phải chạy. Chúng ta cần phải chạy một vòng để chúng ta test coi cái camera hành trình này có ổn định hay không nha. Tại vì mình sợ nó rung thôi. Đó. Tại vì cái chân máy này thì nó rẻ tiền, nó rất là mỏng manh cho mình. Sợ nó rung nó không có đạt yêu cầu được. Tại khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ rung. Đó. Thì để test thử thì mình sẽ chạy một vòng nha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một vòng để mình test thử xem cái camera hành trình này có ổn định hay không nha. Đó. Theo ghi nhận của mình thì nó hơi lắc. Đó. Lại cái máy Lumia 620 này thì nó cũng không có chống rung quang học được ok. Rồi bây giờ mình đã chạy về được vị trí cũ rồi. Đó. Thì hiện tại thì cái camera mình nó đã quay được 2 phút 43 giây. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi ha, mình sẽ ngưng đi và mình test thử xem nó thế nào nha, coi là hình ảnh nó có bị rung, có bị giật hay không nha. Đó.
Thì giờ mình sẽ mở xem cái hình ảnh đó nha. Mình mở lên mình xem lại xem cái chất lượng thế nào. Để mình quay cận cảnh cho mọi người xem nó rõ nha. Ở đây chúng ta bấm vào nút xem để xem thế nào nha. Nó hơi lắc nha mọi người nha, nó hơi lắc chút ít. Tại vì cái đầu xe của mình nó hơi lắc, với lại cái đế sạc, cái chân này là do cái phần mà chân máy á, mà do cái chân máy nó mỏng manh quá, nó yếu nên nó bị lắc. Mình đã bột lại cố định rất là chắc nhưng mà nó vẫn bị lắc đi. Nó rất là lắc nha, khi chúng ta chạy nó rất là lắc. Thứ hai nữa là cái đầu xe mình, cái cuộc xe nó yếu á, cuộc xe nó yếu cho nên khi chúng ta chạy nó rất là sốc. Hình ảnh thì rất là ok mọi người nha, thì hơi lắc thôi. Và nếu như mọi người muốn sử dụng nó làm camera hành trình thì mọi người nên mua một cái tai nghe Bluetooth á. Mọi người nên mua một cái tai nghe Bluetooth rồi chúng ta sẽ kết nối trong cái điện thoại này rồi chúng ta đeo trên tai nghe để hạn chế việc mà bị ghè đó. Chứ chúng ta chạy mà đường gió thổi thì nó bị ghè. Đó. Để mình tua qua khúc này. Hình ảnh nó cho ra rất là tốt nha mọi người, hình ảnh cho ra rất là tốt. Mọi người xem clip này mà thấy hay thì vui lòng mà bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, để giúp cho kênh mình phát triển. Và bạn nào có ý kiến đóng góp thì có thể để lại comment phía dưới nha. Đó. Nó cho ra hình ảnh cũng rất là tốt. Vậy là hôm nay mình đã hoàn thành xong cái việc mà hướng dẫn cho mọi người tận dụng một cái điện thoại cũ á, để chúng ta tạo thành một cái camera hành trình nha, để chúng ta có thể quay được những cái đoạn clip khi chúng ta đang đi ngoài đường. Đó. Và chúng ta cũng có thể tận dụng nó để chúng ta làm những cái vlog nha. Thì mình khuyên mọi người là nên mua một cái chân máy tốt hơn. Chúng ta mua một cái chân máy, tốt hơn, chắc chắn hơn, để chúng ta cố định điện thoại không bị rung lắc nhiều. Ở đây thì mọi người thấy nó rung lắc quá nè, đây nè, nó rất là mỏng manh. Đó. Ở đây nó rất là mỏng manh cho nên khi mà chúng ta chạy ngoài đường nó sẽ bị rung lắc rất là nhiều, nên nó cho hình ảnh nó bị hơi bị sốc. Đó. Thì ở đây thì mọi người nên mua một cái chân máy thật là chắc chắn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip mình ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt mọi người.